Xin chào tất cả các bạn, chúng ta đang giải đề thi chuyên Anh, đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp năm học 2019-2020. Ở các video trước đó thì chúng ta đã hoàn thành những phần sau: phần cấu trúc câu, ngữ pháp, phần sửa lỗi sai, tìm sửa lỗi sai. Ở video này chúng ta sẽ làm phần word form nha các bạn, phần word form và phần giới từ. Đây là dạng bài tập khá quen thuộc, chúng ta làm luôn nha các bạn. In praise of plastic. Rồi, chủ đề của chúng ta là ca ngợi plastic, là nhựa nha các bạn. Rồi, đây là dạng bài tập word form. Dù cho nhựa có một cái gì đó nè, rẻ và disposable, vứt bỏ được nè, thì trong những bàn tay của một nhà thiết kế giỏi, nó có thể được sử dụng để làm những cái vật thể với cái vẻ đẹp tuyệt vời. Ở đây người ta cho các bạn chữ O nè các bạn. Chữ O thì sao ở ẩn ha? Các bạn sẽ sử dụng một danh từ. Các bạn có từ rebuild ở động từ. Ở đây danh từ của chúng ta là rehabilitation nha các bạn. Rồi, có nghĩa là fame các bạn, là tiếng tăm, có một cái tiếng tăm. Rồi, rẻ và vứt bỏ được thì dưới bàn tay của những người họa sĩ, những nhà thiết kế thì nó được sử dụng để làm những cái vật thể rất là đẹp, cũng như đưa ra cái chất lượng cực kỳ cao với giá rất là thấp các bạn. Nhựa có thể trong hầu hết bất kỳ cái hình dáng, hình dạng nào, hình dáng, màu sắc nào, hoặc là sự vững chắc ha. Người ta cho các bạn là từ consistent, là tính từ nha các bạn. Rồi, ở đây là shape là danh từ, cl danh từ, o cũng là danh từ luôn. Các bạn hãy biến ra thành danh từ nè. Các bạn hãy tham khảo bài tập 100 câu word form nha các bạn, được tổng hợp từ các đề thi chuyên Anh trên khắp các tỉnh thành cho các bạn. Thì các bạn thấy chữ này các bạn có NT nè các bạn. Rồi các bạn biến thành danh từ ha. Là consist các bạn. Thành chữ T bạn biến thành chữ CE nha. Hoặc từ này có một cách viết khác các bạn là consistency nha. Rồi consistency là sự vững chắc. Nhựa có thể được xem như là một cái sự lựa chọn nè, về vật liệu nè, thân thiện với môi trường. Rồi, chỗ này á, hầu hết các bạn sai câu này. Vì sao? Vì các bạn điền chữ environmental là sai. Vì sao các bạn? Hầu hết là sai. Vì các bạn nghĩ cái chỗ này có ly nè các bạn. Chỗ này có ly nè, chỗ này tính từ nè. Bởi vì cái chữ này nó có ly, nó làm các bạn suy nghĩ đột ngột. Ừ, ở đây là environmental thôi, đây có ly rồi, nhưng mà sai nha các bạn nha. Cái chữ friendly á, nó là tính từ, dù cho nó có ly, nhưng bản chất là tính từ nha các bạn. Trước tính từ các bạn dùng trạng từ, vì vậy chỗ này các bạn phải dùng environmentally. Rồi, trạng từ nha các bạn. Rồi, lưu ý nha. Nó có thể được sử dụng trong thay thế nè, gỗ nè các bạn, và những cái vật liệu khác. Cái mà in short supply là có cái nguồn cung ít đó các bạn. Short supply là có cái nguồn cung thấp trong cái tình trạng gì đó của chúng. Rồi, thì câu số 4 các bạn thấy là người ta cho các bạn từ nature ha, từ nature các bạn. Thì state là cái tình trạng, ở đây là chúng ta chọn là tính từ là near natural nha. Rồi, tính từ là natural, trong cái tình trạng thiên nhiên. Short supply các bạn, ít nguồn cung, không có nhiều. Gỗ trong thiên nhiên rất là ít ha, không có nhiều. Chúng ta sử dụng nhựa thay thế. Các bạn, cái bài này nó ca ngợi về nhựa thôi nha các bạn, nó chưa nói tới mặt xấu. Rồi. Và nó cũng hard wearing. Rồi, rất là bền, mang theo là hard là cứng các bạn, rất là bền. Một cái ghế nhựa tốt nè, ví dụ có thể kéo dài. Last you a lifetime là kéo dài cả cuộc đời các bạn, có nghĩa là xài nó cả cuộc đời luôn.
Và khi bạn không còn muốn nó nữa thì nó có khả năng để cái gì đó, cái vật liệu này, để gì các bạn? Không muốn nó nữa, bỏ nó đi, thì possible to recycle là tái chế nha các bạn. Ở chỗ này các bạn cần một cái động từ, bởi vì chỗ này các bạn có từ to rồi các bạn. Chỗ này các bạn có từ to. Rồi, chúng ta đã xong phần work form. Bây giờ các bạn qua phần giới từ nha. Phần giới từ ở các tỉnh thành khác cũng có rất là nhiều, các bạn hãy tham khảo nha các bạn. Rồi, phần giới từ hoặc là những mạo từ, vân vân. Rồi, ở đây các bạn thấy là particles các bạn, nó chính là những cái giới từ hoặc là article, vân vân. Cô ấy không được phép trong rạp chiếu phim bởi vì cô ấy thì gì đó tuổi các bạn. Rồi, ở đây các bạn thấy là không được phép trong rạp chiếu phim bởi vì cô ấy trẻ tuổi các bạn, nhỏ tuổi á. Thì giới từ nào các bạn bỏ xuống đây thể hiện là nhỏ tuổi, nhỏ là thiếu ha, hoặc là dưới các bạn, under age. Rồi, dù cho Mark nói anh ta ở đó lúc 8 giờ, anh ta không đến cho đến 10 giờ 30, thì người ta đang kiểm tra các bạn á, là cái chữ turn này đi với giới từ nào, có nghĩa là đến ha. Thì các bạn có chữ tên up nha, rồi hoặc là show up như các bạn, là đến nha, có nghĩa là arrive đó các bạn, arrive. Câu số 3, giám đốc là thư ký của anh ấy bởi vì anh ta gì đó, một cái tâm trạng tốt ngày hôm qua. Rồi, một cái tâm trạng, ở đây một cái tâm trạng tệ nè các bạn, ngày hôm qua. Giám đốc hôm qua là thư ký bởi vì anh ta tâm trạng tệ. Thì khi mà các bạn coi phim hoặc các bạn đọc mấy bài đọc hiểu các bạn, các bạn thấy ví dụ như người này mời người kia uống cà phê hoặc ăn cái gì đó, thì người ta nói là tôi không trong một cái tâm trạng ăn cái đó. I'm not in a mood of coffee các bạn, hay là of going to the cinema, có nghĩa là không có tâm trạng nha. Ở đây các bạn dùng từ in nha các bạn, in a mood. Rồi, lưu ý nha. Câu số 4 các bạn, tôi gì đó Sally ở cửa hàng ngày hôm qua, tôi không gặp cô ấy nhiều tháng. Rồi, có nghĩa là I ran. Các bạn có cái từ tình cờ gặp ha, là ran into nha các bạn, hoặc là bump into. Rồi, là tình cờ gặp người các bạn. Còn các bạn tình cờ gặp vật á, là come nè các bạn, across là hay, cũng hay gặp lắm nha. Rồi, ở đây là tôi tình cờ gặp Sally ở cửa hàng ngày hôm qua, tôi không gặp cô ấy nhiều tháng rồi. Những cái hóa chất mà các bạn thải ra những cái khí rất là độc, vì vậy hãy cẩn thận khi sử dụng chúng. Người ta đang kiểm tra các bạn á, là thải ra là chữ gì, thải ra là give off nha các bạn. Rồi, các bạn chọn give off. Rồi, thải ra. Chúng ta đã hoàn thành xong phần work form và phần giới từ của đề thi chuyên Anh, đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn ở các phần tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.